Chào anh chị và cô chú, thì ngày hôm nay tại đang có mặt tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn quay review gửi đến cho anh chị và cô chú một cái mảnh đất vườn với tổng diện tích là 2.000 m2. Trong đó thì mình có sẵn 100 m2 thổ cư đất ở. Hiện tại đất của mình thì phủ hồng hơn 1.000 m2. Nằm trên một cái trục đường nhựa lộ giới thì rộng tầm khoảng là 5 m. Phía trước đường thì có dây điện, dây wifi và à, ban đêm thì có đèn đường chiếu sáng Ở đây thì Tài chưa thấy là có nước máy, nước tự cục của nhà nước anh chị ha ưu điểm của cái mảnh vườn ngày hôm nay thì nằm rất là gần với trục đường chính liên xã đó là Kim Long Quảng Thành anh chị di chuyển thẳng theo trục đường nhựa này tầm khoảng là 400m thì mình sẽ ra trục đường chính ha ra tới đó anh chị rẽ qua hướng bên tay phải đi di chuyển thẳng thì mình sẽ vào Hiệp Thành vào Tân Bang để đi về qua địa phần của huyện là Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai còn rẽ qua hướng bên tay trái anh chị di chuyển tầm khoảng là 300m thì mình sẽ ra ngay ngã ba bà gái ở đó thì mình có chờ sáng chờ chiều còn nếu như mà mình di chuyển tầm khoảng là 1,5 km thì mình sẽ ra tới trung tâm của xã Quảng Thành thì ra tới đó thì mình sẽ có đầy đủ những cái mặt hàng tiện ích tiện nghi mua sắm và di chuyển thẳng theo cái trục đường Kim Long Quảng Thành tầm khoảng là 5 km là anh chị sẽ ra tới tuyến đường quốc lộ 56 ha và từ vị trí của mình mà di chuyển ra tới quốc lộ 56 ra tới trung tâm lớn thứ hai của huyện Châu Đức đó là trung tâm thương mại Kim Long thì bán kính tầm là năm cây số. Ở đây thì mình gần chợ, gần trường và ưu điểm của cái mảnh đất vườn ngày hôm nay thì nằm rất là gần với hồ Gia Oét, hồ Suối Sao và ở phía sau đất của mình thì có một cái view đồi núi rất là đẹp luôn anh chị. Di chuyển hướng ngược lại thì chạy vào trong tầm khoảng là 700 m thì mình sẽ đi hết con đường nhựa vào những cái nhà hộ dân bên trong và sẽ có một cái đường đất nhỏ nhỏ để mình di chuyển vào những cái hộ dân ở phía nằm dưới chân núi anh chị núi này thì người ta gọi là núi le đó đất của mình thì có trồng nguyên một vườn bơ đang đã và đang cho thu hoạch anh chị nằm ngay một cái khu dân cư ở rất là đông ha và có một cái khung giá cũng rất là rẻ tài cũng báo giá ở đâu video để cho anh chị và cô chú được nắm hiện tại thì chủ cắt lỗ bán từ 2 tỷ rưỡi xuống còn có 2 tỷ hai thôi đó ranh giới của mình thì tính từ ngay cái trụ bê tông này và đổ qua phía bên kia là được 25 mét Và chiều dài mỗi cành của mình là 80 mét Ở phía sau hầu của mình cũng là 25 mét Sổ của mình là vuông vắng Đó, Trên đất của mình thì uh, Hiện tại thì trồng uh, Bơ là chủ đào anh chị Và chủ cũng đã cắt giòn cỏ rất là sạch sẽ ha Đó, Trên đất thì đã có hệ thống uh, Tưới bét nhưng mà Thời gian cũng khá là lâu rồi Những cái hệ thống tưới bét này thì cũng có một số uh, bếp đã bị hư đó cũng có giếng khoan sẵn rồi anh chị mua về thì mình chỉ là uh, xây nhà vườn thôi còn giếng thì mình đã có sẵn ở đây thì có uh, dây wi-fi đầy đủ rồi đó hai bên thì ranh giới của mình đã được xác định bằng uh, những cái trụ bê tông và chủ cũng đã kéo uh, lưới kiểm gai rồi đất của mình thì thổ nhưỡng là đất đỏ sau này anh chị uh, mua về mà mình thấy uh, bơ nhiều quá mình không thích thì mình có thể là mình giòn bớt bơ để mình trồng xen kẽ một số cái cây ăn trái theo ý thích của anh chị ha. Đó, đây là giếng khoan anh chị. Trên đất thì có một số uh, cây dừa và một ít cây mít anh chị. Đó, đất của mình thì từ ngoài mặt đường đi vào trong thì rất là bằng phẳng ha. Nhưng mà ở phía cuối ranh giới đất á thì uh, nó hơi uh, Truyền lại một tí xíu cũng không đáng kể anh chị. Ở đây thì mình di chuyển đi chợ trường học, nhà thờ giáo sứ thì bán kính dưới 1 km là mình sẽ đầy đủ những cái tiện ích từ nghi rồi. Nằm ngay một khu dân cư và khu vực này thì khí hậu cực kỳ là mát mẻ luôn. Đó, nếu như anh chị và cô chú đang có nhu cầu tìm kiếm một cái mảnh đất vườn diện tích tầm khoảng là 2.000 m2 thì tài nghĩ cái mảnh vườn này rất là phù hợp để cho anh chị mua về để mình làm một cái căn nhà vườn nghỉ dưỡng có một cái khu vườn để mình à, vui chơi giải trí sau những cái ngày bận biểu làm việc ở ngoài cái cuộc sống anh chị ha đó, đất của mình thì nói chung là chủ đã phát dọn rất là sạch sẽ rất là đẹp và hướng đất của mình thì thuộc hướng nam anh chị nha đó, tới đây thì mình sẽ truyền về truyền lại dốc một tí xíu thôi đó, sau này à, anh chị có thể là mình dọn cái khoảng ở phía sau này và mình có thể là mình cào đất xuống một tí xíu để mình bồi cái đất ở phía sau này cho nó bằng đó, ranh giới thì được xác định rất là rõ ràng rồi. Đó, tới đây là hết ranh giới đất nha anh chị. Bơ này thì đã cho thu hoạch rồi anh chị. Đó, cho của trái cũng khá là nhiều ha. Tài cũng báo pháp lý ở trên ở trong cái video để cho anh chị và cô chú cũng được nắm ha. Hiện tại thì cái sổ này đang nằm ở nhà, chứ không có vay ngân hàng ha. Anh chị có thể là mua công chứng trong ngày hoặc là một tháng công chứng theo luật đất đai. Đó. Đất của mình thì bằng phẳng rất là đẹp. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem pháp lý sổ sách giấy tờ của cái mảnh đất vườn hôm nay cũng như là thông tin quy hoạch của thửa đất ha tổng diện tích của mình là 2.000 mét vuông hình thức là sử dụng riêng mục đích sử dụng là đất ở thì có 100 mét vuông còn lại là đất trồng cây lâu năm thời hạn đất ở thì lâu dài còn cây lâu năm thì đến năm 2043 thì đến năm này anh chị mang sổ đi gia hàng thêm quyền và thời gian sử dụng đất anh chị nha còn đây là sơ đồ hình dáng của sổ đất đất của mình thì sổ rất là vuông vắn ha ở trước 25m ở sau 25m và mỗi cành là 80m đó còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất đất của mình Phủ Hồng được 804,8 m2 và còn lại là 1996 m2 là đất trồng cây lâu năm. Đó. Và sổ thì anh chị cũng nhìn thấy rất là vuông vắn. Đường của mình thì à, đi vào trong thì sẽ có những cái đường nhánh đường đất để thông ra những cái trục đường chính anh chị. Đó phía sau đó là một cái cái đồi Hồi trước á cái đồi này thì à, khai thác về à, sản xuất xi măng. À, nhưng mà thời gian gần đây thì à, cái mỏ mỏ đá này nó hết hoạt động rồi. Ở người ta có tên gọi là đồi Sao hoặc là người dân ở khu vực này người ta kêu là núi Le đó chị. Đó, đối diện của mình thì có hồ Gia Ót và phía xa xa đó là hồ Sao. Rồi ở đây thì cũng có một cái hồ nữa anh chị. Khu vực xã Quảng Thành thì à, nói chung là về hồ thì rất là nhiều ha còn đây là toàn bộ hình ảnh ở trên phải lấy cam để cho anh chị và chú có một cái nhìn tổng quát về quan cảnh xung quanh cái vị trí đất vườn ngày hôm nay cần bán thì từ trên cao anh chị cũng nhìn thấy là cái đám mà đất mà giòn cỏ đó là đất của mình ha hai bên thì nhà dân ở cũng khá là đông và đặc biệt cái khu vực này thì mảng xanh anh chị cũng nhìn thấy là khá là nhiều và rất là gần hồ nên khí hậu ở đây thì cực kỳ là mát mẻ đất của mình á, thì đất sạch 100% không có vướng bất cứ những cái phong thủy mù mã hô ga trụ điện tài cũng báo rõ để cho anh chị và cô chú cũng được nắm ha và từ cái vị trí cái mảnh vườn ngày hôm nay tài quay mà nếu như anh chị ở thành phố hồ chí minh mà di chuyển về xem thì mất khoảng tầm hơn 80 km ha và di chuyển đi biển vũng tàu mất khoảng tầm 45 km đi biển hồ tràm hồ cốc xuống nước nóng bình châu thì mất khoảng tầm là 30 km đó ở đây thì có một cái View khung cảnh rất là đẹp, ở phía sau đất của mình là view đồi núi, ở phía trước mặt của mình đó là view hồ. đó Ở đây nếu như mà anh chị di chuyển về tới trung tâm à, lớn nhất của huyện châu Đức, đó là trung tâm thương mại của Ngã Giao, thì mình di chuyển tầm khoảng là 8km là mình sẽ về tới trung tâm của thị trấn Ngã Giao anh chị nha. Đó. Để Tài di chuyển vào cái con đường này để cho anh chị và cô chú cũng được xem về đường xá ở phía trong ha. Đó, tới đây thì mình hết đường nhựa, bắt đầu mình sẽ có một cái đường mòn để mình di chuyển vào những cái hồ dân nằm ở phía dưới chân núi đó anh chị. Đó, đường này thì uh, xe ô tô mình di chuyển cũng hơi khó ha. Nói chung là chỉ là xe máy thôi. Rồi, bây giờ thì Tài sẽ di chuyển phơi lấy cam đi ra tuyến đường Trục Chính, Kim Long, Quảng Thành và quay cho anh chị và cô chú xem. Ưu điểm của cái mảnh vườn của mình thì từ cái trục đường chính Kim Long Quảng Thành mình di chuyển vào một đường thẳng là mình sẽ tới đất rồi, không có uh, ôm cua cong quèo gì nhiều anh chị. Đó, ra tới đây thì mình muốn đi qua phía bên hồ Gia S thì mình đi thẳng theo cái trục đường bê tông là mình sẽ đi qua hồ Gia S ha. Đó, ra tới tuyến đường Kim Long lấn uh, xin lỗi là anh chị là Kim Long Quảng Thành này thì cũng có rất là nhiều những cái mặt hàng kinh doanh buôn bán phục vụ cho những cái nhu cầu đời sống cũng như là nhu cầu thiết yếu của bà con ở đây rồi anh chị. Ở ban ban đêm hay là ban ngày thì cũng có những cái quán xá như là quán cà phê, quán ăn sáng rồi những cái quán để mình giải trí cũng có luôn anh chị. Đó, còn di chuyển hướng này thì mình sẽ ra chờ sáng chờ chiều. Ở đây thì mình có một cái quán cà phê nằm ngay cái góc ngã ba người ta có tên gọi là cà phê bà gái đó anh chị đó. rồi bây giờ thì xin mời anh chị và chú cùng xem cái phần mà vị trí ở trên google Maps sau đó tài sẽ dẫn anh chị đi tham quan một vòng ở xung quanh cái khu vực này ha còn đây là cái phần vị trí ở trên Google Maps. Cái phần vị trí nên anh chị vui lòng kết nối số điện thoại của Tài. Tài sẽ gửi thông tin sổ sách bản tất kế hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị và cô chú tham khảo thêm. Đó. Ở đây thì gần Hồ Giáo S và cũng có những cái công ty xí nghiệp lớn nhỏ. Có quán cà phê. Ngay cái góc này thì tập hóa rồi những cái nhà phân phối rồi cửa hàng buôn bán những cái nhu cầu thiết yếu cho đời sống của con người ngay đây. Bữa sáng thì mình có chờ sáng và chiều ngay khu vực này. Còn nếu như anh chị muốn di chuyển uh, ra chợ ngay trung tâm của xã Quảng Thành thì mình ra tới đây thì mình sẽ có chợ, giáo sứ, trường học. Đó, bách hóa xanh, thế giới di động và di chuyển thẳng theo trục đường Kim Long Quảng Thành thì anh chị sẽ ra tới tuyến đường quốc lộ 56 và đi về tới trung tâm thương mại của Kim Long ha. Đó. Cũng khá là gần với tuyến đường DT 765 anh chị. Đó, cái phần vị trí này anh chị kết nối số điện thoại của tài tài sẽ gửi cho anh chị uh, sổ sách cũng như là thông tin bản tách quy hoạch và kèm thêm vị trí để anh cho anh chị tham khảo thêm ha phần cuối video thì từ ngay vị trí đất vườn tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính kết nối giao thông ở khu vực này cũng như là quay quan cảnh xung quanh hai bên đường để cho anh chị và cô chú cùng xem đường này thì lộ giới rộng tầm khoảng là 5 m xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe ben đi thoải lên thoải mái anh chị đó khu vực này thì chưa có nước máy ở phía ngoài thì có nước máy nếu như mà sau này anh chị à, mua về mình làm nhà vườn, mình có nhu cầu kéo nước máy thì mình đăng ký ha. Đặc biệt khu vực này thì cực kỳ an ninh. Đó những cái tuyến đường à, nhựa nông thôn ở khu vực huyện Châu Đức thì à, anh chị cũng được biết là nhà nước cũng đã trang bị những cái hệ thống camera an ninh giám sát và những cái tuyến đường chính thì nhà nước cũng trang bị ha. Về cái phần an, an ninh thì anh chị cũng à, không cần phải đáng lo ngại ha. Đó, ra tới đây là mình sẽ ra tới trục đường chính rồi anh chị rẽ tay phải thì mình di chuyển thẳng thì mình sẽ vào hiệp thành tân bang à, về trường tiểu học huỳnh thúc kháng cũng như là đi về huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai rẽ trái thì mình di chuyển ra tới trung tâm của xã quang thành đó, ra tới chợ rồi thì video cũng khá là dài rồi tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thử đất vườn ngày hôm nay tại đây Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một đăng ký kênh giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Kính chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất đầu tư đúng hướng và khởi sinh thành vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo review bất động sản ở khu vực miền Đức và vùng ven.